Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà 6 tầng có thể kinh doanh được. Vị trí của nó là thuộc Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Với vị trí của cái căn nhà này thì nó rất là gần với khu đô thị Văn Quán, gần Tổng cục 5 Yên Xá Tân Triều, gần với lại Bệnh viện Quân Y 103, ngõ thông, ô tô đi qua. Căn nhà này ô tô có thể vào nhà như quý vị nhìn thực tế đường ngõ trước nhà đây ạ. Đây, ở đây kinh doanh rất là nhiều nha quý vị. Ngõ thông thoáng với cái thông số nhà thì cái căn nhà này diện tích nhà trên sổ đỏ là 31,5m, thiết kế và xây dựng là 6 tầng. Đã được hoàn thiện xong hết, chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của căn nhà với cái phần hoàn thiện. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa cuốn tầng 1 để thông sàn có thể kinh doanh. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết và bây giờ Ngọc Ánh mới có thể quay để gửi tới quý vị được. Đây, tầng 1 thiết kế thông sàn kinh doanh. Ở đây quý vị có thể mở hiệu thuốc này, mở tiệm làm tóc này, làm nail mi, spa rất là hợp lý nha. Bởi vì ngay cạnh đây thì đã có đầy đủ quán trà sữa ăn vặt này, rồi là quán ở đây là bán tạp hóa rất là nhiều. Thì cái căn này quý vị có thể kinh doanh những cái mặt hàng hiện tại chưa có gần đây. Đấy, ngõ thông cho nên đi qua xe cộ rất là nhiều mọi người ạ. Căn nhà này đã hoàn thiện xong hết rồi. Đúng theo hiện trạng là chỉ việc xách vali về và ở. Giá chào bán hiện tại của căn nhà này, chủ đang chào bán 6 tỷ 500 triệu đồng. Bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ về vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Một căn nhà kinh doanh 6 tầng, tầng 1 thông sàn như thế này rất là hợp lý. Và cái căn nhà này cụ thể thì ô tô 7 chỗ có thể vào nhà. Ngọc Ánh có hình ảnh thực tế mà cái ô tô vào được trong nhà này mọi người nha. Mời người theo em vào đây. Ngoài cái phần thông sàn thì ở đây chủ nhà thiết kế cho mình một cái kệ để giày mọi người nha. Đây ạ, tủ giày cũng như là tầng 1 thì chỉ thiết kế đơn giản như này thôi. Và thêm một phòng vệ sinh nhỏ nhỏ đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng ở phía tầng 1 thôi. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa bài, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 6 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Từ vị trí ngôi nhà này thì nó rất là gần với lại Bệnh viện Quân Y 103, Bệnh viện Ca Tân Triều. Quý vị đi về cái trục đường Hà Đông cũng thuận tiện, mà quý vị có đi lên Nguyễn Trãi, Thanh Xuân thì cũng rất là gần nha. Và sau đây Ngọc Ánh sẽ mời mọi người theo em lên trên phía các tầng trên 6 tầng của ngôi nhà xem ngôi nhà này diện tích 31,5m trên sổ đỏ thiết kế ra sao. Tầng 1 để kinh doanh hoặc để xe ô tô, vậy thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Đây quý vị ơi, đây là phía tầng 2 của ngôi nhà. Ở đây chủ đầu tư có thiết kế cho mình một cái không gian phòng khách và phòng bếp rất là hợp lý. Và đây là phần phòng khách của ngôi nhà mọi người nha. Đây, và chủ đầu tư sẽ bán theo hiện trạng với cái căn nhà này. Thì trên video mà Ngọc Ánh quay gửi tới quý vị có những cái đồ nội thất như thế nào thì chủ nhà bán như thế. Với cái phần phòng khách thì được thiết kế sàn gỗ, cũng như là đây, tặng cho mình một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi, rồi là bộ bàn ở đây. Đây mọi người nhìn này, rèm, điều hòa, có ban công mở thực tế hướng được ra phía bên ngoài đây quý vị nhá. Đấy, quý vị nào mà đang tìm nhà có thể kinh doanh được, tầm tài chính mà ở đây nó gần như là cũng trên trung tâm rồi đấy mọi người ạ. Đi lại giao thông thuận tiện, khu dân cư vô cùng đông đúc. Đấy, không gian phòng khách và đây là không gian phòng bếp. Phần hoàn thiện phòng bếp cũng được hoàn thiện chỉn chu hết rồi. À, phụ kiện bếp đi kèm chậu rửa, vòi rửa inox 304. Đây quý vị có thể nhìn thực tế, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này được thiết kế xây dựng độc lập duy nhất một căn. Mặt bếp đây, ốp đá granite, xung quanh bếp cũng được ốp đá rất là đẹp. Mọi người thấy không? Rất chi là hài hòa nhá. Và mời mọi theo em lên trên khám phá tầng 3, 4, 5, 6 của ngôi nhà nhá. Với cái căn nhà này, phần hoàn thiện tầng 3, tầng 4, tầng 5 được thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên, tầng 3 của ngôi nhà mọi người nhá. Tổng quan đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Giường này, tủ quần áo này, táp đầu giường này, bàn làm việc này, rất là hợp lý đúng không ạ? Với cái tông màu rất là sang, đầy đủ cho mình cả cái điều hòa, rèm cửa,
tủ quần áo. Với căn nhà này thì quý vị thực tế chỉ việc xách vali về và ở. Chủ đầu tư thiết kế quá hoàn hảo cho cái căn nhà này. Từng phòng thiết kế rất là chỉn chu về cái đồ nội thất. Đấy, màu sắc cũng rất là tinh tế. Này, điều hòa. Đây quý vị nhìn nhá. Tất cả các phòng đều có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đó. Hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện, trần phào. Được thiết kế rất là tỉ mỉ, chỉn chu. Vị trí căn nhà thì rất là hợp lý, đi lại thuận tiện. Nó rất là gần với Hồ Văn Quán quý vị ạ. Từ cái căn nhà này mà đi ra tới Hồ Văn Quán thì nó chỉ khoảng tầm 800m thôi. Giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ lim, rất là chắc chắn. Đấy, nhìn vào một cái không gian phòng được lắp đặt và bố trí đầy đủ cái đồ nội thất, giường, tủ, kệ. Mọi người thấy không? Với cái diện tích nó tuy nhỏ nhưng có bàn tay thiết kế vào nhìn nó đúng như kiểu là ma thuật đấy mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Và đây là phòng vệ sinh. Đây ạ. Phòng vệ sinh có vách kính tắm. Đây, bình nóng lạnh, bồn cầu, lavabo. Vách kính thì ở bên trong này có hệ thống sen cây. Mọi người nhìn nha, rất là rộng luôn á. Đây. Review rất là chi tiết cụ thể cho quý vị để quý vị có thể ngắm nghía cái căn nhà này hoàn thiện gần như là xuất sắc. Ngoài xin mọi người theo em lên trên phía tầng 4 và tầng 5 của ngôi nhà nhá. Và mọi người ơi, với cái tầng 3 thì thiết kế chỉn chu như thế thì tầng 4 và tầng 5 thiết kế ra sao? Đây chính là tầng 4, tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 4 và tầng 5 của ngôi nhà thì chủ đầu tư không lắp cái đồ nội thất nữa, để nguyên như thế này để quý vị chủ nhà mới về có thể thỏa sức sáng tạo, tạo lên một cái không gian phòng với cái tính cách riêng của mình nhá. Này, cũng được thiết kế đây rồi. Cái này, căn nhà này quý vị chỉ có lắp thêm đồ về và ở thôi. Đó. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế sàn gỗ, cửa gỗ lim. Nhà vệ sinh ở tầng 4 y như nhà vệ sinh ở tầng 3. Vách kính, cabin tắm, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá, hố sơ điện, hố sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Ở giữa các phần cầu thang đi lên thì là lúc nào cũng có một cái ô cửa sổ để lấy toàn bộ ánh sáng, cũng như là nếu như mà mở ra thì vào đây rất là hút mọi người nha. Và với cái tầng 5 thiết kế y như tầng 4 và tầng 3 thì sau đây ngoài xin mời quý vị tham khảo tầng 6 của ngôi nhà nhé. Với tầng 6 của ngôi nhà, khi Ngọc Ánh vừa bước chân lên ở đây thì có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 6 của ngôi nhà thiết kế là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite màu đen. Với tầng 6 thiết kế như sau. Đây là khu vực để máy giặt quý vị nha. Một cái khu vực để máy giặt riêng. Một phòng thờ. Đây. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Có cửa sổ phía bên ngoài thông thoáng. Và phần còn lại đó là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây mọi người ạ. Đường to, thông thoáng. Từ vị trí này nếu như mà đi tắt ra khu Hồ Văn Quán thì nó gần lắm ấy. Xung quanh gần với lại biệt thự Văn Quán ấy mọi người này. Tổng cục 5 Yên Xá Tân Triều. Với cái vị trí này thì để mà nói dân cư quá là đông đúc rồi. Ngọc Ánh xin nhắc lại với quý vị một lần nữa về cái căn nhà này. Với cái diện tích thực tế trên sổ đỏ 31,5m², xây dựng thực tế thì có nhiều hơn một chút. Và với cái căn nhà này giá chào bán 6.500.000.000 đồng, thiết kế 6 tầng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những cái khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.